cú va chạm với Thalmater, Lani đã bị rơi xuống một con sông gần đó. Ôi chúa ơi, làm thế nào bây giờ? Động đất à? Không phải đâu, đó là một con mồi vừa rơi xuống địa bàn của chúng ta. Mau đi bắt nó thôi. Trời ơi, ở đây có nhiều cá sấu quá. Không được để nó thoát. Cứu với! Đáng sợ quá. À, có ai không? Cứu tôi với! Tránh ra. Ngươi cũng vậy. Tránh xa con bé ra. Định chạy sao? Dừng lại! Không ai được làm hại con bé khi ta còn ở đây. Yeah. Hãy về đúng nơi, người nên thuộc về đi. Hãy đợi đây. Ta sẽ đưa các người lần lượt trở về. Xuống đó đi. Đại ca, chúng ta thua rồi. Đến lượt ngươi rồi. Cả ngươi nữa. Đi nào. Đại ca, chúng ta nhất định phải trả thù. Đợi khi chúng ta thoát được ở đây, các ngươi sẽ phải hối hận. Cháu cảm ơn bác sĩ công trường nhiều ạ. Không có gì, ta đi đây. Tạm biệt bác.